Alo. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Vâng, màn hình máy tiếp thủ Gunny được cầm Messi. Và Minwan là của vâng Minwan là của game thủ Tom. Bên này vâng bên kia có một Roman và một Hitty thì phải. Căng. Vâng, Roman Hitty hai con tuyển. Bên này một Minwan của Tom. Tom có một pha double Minwan. Vâng, AC bãi quả đầu là quá xa. Vâng, bãi quả đầu chỉ có 6 cây nhưng ở quá xa. Màn hình máy của game thủ Tom. Vâng, màn hình máy game thủ Gunny có quả phụ và có voi. Đang đưa con voi đầu tiên về với nhà chính. Nhưng nông dân di chuyển là hơi nhanh. Rất may là con voi không quay đầu. Vẫn chưa chịu một hit nào hết. Dẻo quá. Vâng, Gunny có một tình huống con voi rất dẻo. Từ rất xa mà không bị một hit nào. Màn hình máy của game thủ Tôm. Như vậy là Tôm có 4 voi và 1 đàn hiêu. Vâng, có 4 voi và 1 đàn hiêu. Cũng khá gần so với nhà chính thôi, không quá xa. Vâng, câu đôi voi. Đôi này là không quá xa, vì vậy cứ một con là được rồi. Vâng, vẫn đôi voi. Nào bây giờ anh làm gì? Vâng, quay đầu. Vâng, bẩu mà. Quay đầu là quay đầu. Vâng, câu voi, câu hai voi tập 3. Được, tầm này nông dân là câu hai voi được rồi. Nhưng tầm trước là không nên. Nhưng mà chưa đóng S đầu thì phải, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, bây giờ mới đóng S đầu. Có lẽ là chiếc S đầu sẽ được thiết kế xong ở vâng cuối 6 đầu 7. Căng rồi. 4 voi mà vâng S đầu thiết kế muộn này cũng rất căng. Màn hình máy game thủ Gunny 22/24, 23/24 rồi, có quả phụ. Bây giờ để kéo nông dân lên ăn quả phụ. Như vậy là bên kia có một Phoenician và một Roman, chứ không phải là một Hitty và một Roman. Nhưng không khác nhau là quá nhiều. Phoenician cũng được xem là một loại quân tuyển. Vâng, đánh cùng R thì cứ gọi là tuyệt vời. Khi mà nông dân có vâng nông dân có khả năng khai thác gỗ là cực kỳ nhanh. Phoenician là của vô thường, còn Van Lớp là người cầm Roman. Màn hình máy của game thủ Gunny. Vâng, Gunny đang làm gì? Chúng ta cùng chờ xem. À xin lỗi bạn, màn hình máy game thủ Tôm. Tôm đang làm gì đây? Vâng, đẩy 4 hiệu này về. Quá xa so với quy định. 2 hiệu thì là tốt hơn. Vâng, như vậy là đẩy về chiếc BS này, một nửa về chiếc BS và một con còn lại thì đẩy về nhà chính. Cũng hợp lý thôi. Chúng ta hãy cùng xem Tôm kích đời ở bao nhiêu, F ở bao nhiêu. BM. Thiếu một chút gỗ để thiết kế chiếc BL. Cắt dần. Đủ gỗ rồi. Vâng, sang đến đầu 10, khoảng 11x. Còn Gunny 26. Vâng, phải đến vâng tầm cuối 10 thì Gunny mới có thể kích được. Màn hình máy của game thủ Tôm 23 đã kích rồi. Bây giờ để đóng BS và ăn vàng. Đẩy nốt hai hiệu này về với chiếc BS.
tạo một cái lực chém có thể nói là khỏe hơn. Ô, vâng, con hiệu còn rất nhiều máu nhưng con dốc ảo, vâng, con dốc ảo đã giúp cho thằng nông dân phóng chết con hiệu một cách không ưng ý. Vâng, ngựa giò được đẩy lên góc. Đây rồi, nhà game thủ phi thường đây rồi, đang ăn hoang. Con ngựa giò đã có công, vâng, nông dân lẻ đứng ngoài. Vâng, công giáp là đầy đủ, la vào la liếm thôi. Chỉ cần chọc được hai dân đầu tiên mà mất ít máu là chỗ dân còn lại này nằm xuống hết. Vâng, cố ăn đi, có nông dân còn một máu. Rồi, vẩy e nhưng vâng, tôm không chạy theo hướng trước bê e. Đã lên đời ba xong, xong lạc đà đi thôi. Vâng, BL có cần thiết phải bánh xe hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Rồi, ô nhưng không được, một pha vâng gõ móng e hơi xịt. Mất ngựa giò mà lại không bắt được ngựa giò, hơi đáng tiếc. Màn hình máy game thủ gắn đi. Vâng, như vậy là vẫn cố gắng thiết kế được chiếc BA tiếp theo. 26 đến từ Gunny. Bây giờ thì kích bánh xe hơi muộn màng một chút. Màn hình máy của game thủ tôm 26 trên 32. Nông dân đang đứng chơi khá nhiều. Lên đời sớm hơn rất nhiều so với game thủ vô thường, nhưng chưa có sức sát thương là quá nhiều. Hơi nhùng nhằng trong tình huống này. Lạc đà ở nhà thủ là tương đối nhiều rồi. Màn hình máy game thủ gắn đi, tham lai 30. Vâng, tân cung đời đầu tiên bị chém xuyên trong tình huống này. Nhanh tay, đúng rồi. Tiếp tục kéo nông dân ra sửa e. Những con chém của game thủ về lớp là rất đông. Vâng, thừa đồ thì bơm cho game thủ Gunny để Gunny có thể sóc quân. Vâng, liên tiếp về phía trong, Gunny cực kỳ nhiều tay. Có lẽ bắt đầu đã nóng máy rồi, sau hai xê đấu thua bắt đầu nóng máy rồi. Ăn được con ngựa giò. Vâng, khá nhiều gỗ, thừa khá nhiều gỗ. Màn hình máy của game thủ tôm đi khá tốt vào nhà game thủ về lớp trong tuần này. Vâng, những con lạc đà công giáp là đầy đủ, không hề xoắn những con, vâng, những con ngựa chém của game thủ tôm, Roman của game thủ tôm. À xin lỗi bạn, Roman ở bên lớp tôm trận này đang đánh khá hay. Vâng, tôm cầm chém và đang đánh khá hay. Màn hình máy game thủ Gunny tham lai 35. Vâng, vừa thủ nhà tạm thời đang chỉ là thủ nhà thôi, còn bên lớp chỉ còn một tân chém này, có thể nói là vâng có sức chiến đấu thôi. Khi hết tân chém này, bên lớp sẽ vâng có lẽ sẽ yếu đi rất nhiều. Tôm thì sao? Như vậy là 32 trên 56, rất tốt. Tôm cầm chém và đánh tốt. Anh hình máy game thủ Gunny. Vâng, tổ chức bắt quân người game thủ về lớp một tên nữa. Vâng, về lớp đang đẩy quân lập tức quay ngược trở lại. Đơn giản bởi vì vâng tên vừa rồi là một tên mà tổ chức bắt quân và bên lớp đã bị chui vào sọt, nhưng rất tiếc là chui rất ít. Các bạn có thể thấy là cách đánh cung của Gunny như thế nào. Vâng, thừa phát là đắp BG chay và đắp ruộng ngay, không bao giờ để thừa gỗ quá nhiều. Màn hình máy của game thủ tôm. Gunny tham lai 49 trên 84. Đang bị móc máy ở phía sau rừng bởi một con cung R Phoenician.
Vâng, 52 là tham lai lúc này đến từ game thủ Gunny. Còn tôm tụt xuống còn 25. Không biết đã có bánh xe hay chưa nữa. Vâng, vẫn đang vắt đều những tên lạc đà của mình. Nhiệm vụ của tôm ở trong trận đấu này đang được hoàn thành rất tốt. Vâng, lọt vào đây một tên nữa. Vâng, Gunny vẫn chưa có chặt gỗ 2. Khá đông cung R đến từ Phonesian của game thủ vô thường. Bắt tiếp tên này nữa. Có lạc đà phía sau của game thủ tôm. Vâng, đây là cung RAC và đấu quân tại nhà của game thủ Tom Grui. Vì vậy cung R nếu không để đây chờ sẽ đứng bắn nhà. Đó là một lợi thế không hề nhỏ. Lạc đà đang chuẩn bị áp sát, cung R lập tức én ngay. Nhưng đây là một tên giải E phía sau của game thủ tôm. Khá hay. Văn lớp bắt đầu thừa cơ vâng đục nhà của đối thủ Gunny. Nhưng có lẽ là hơi khó, Gunny đã để ý trong tình huống này. Bây giờ thì vâng tổng phản công. Đây chờ luôn. Phía trước có lạc đà của tôm, phía sau là cung đời Sirian. Màn hình máy của thủ tôm xem những tên ám sát. Vâng, không còn quá nhiều máu ở những con lạc đà của tôm. Gunny rất nhiều tay. Vâng, nhận thấy nguy hiểm, Gunny bắt đầu lùi lại một tên. Nhưng tôm vẫn lao lên. Bây giờ thì ốp A hay hơn là vâng việc lao lên đấu quân. Trèo dốc, vâng trèo một con dốc hơi thấp. Nhưng vô thường lại chiếm ngược lại con dốc ở phía bên này. Vâng, bắt đầu có một tên hợp quân đến từ Van Lớp và vô thường. Gunny, à xin lỗi bạn, là tôm ở đâu? Đây rồi, tôm đây rồi. Vâng, hơi ít. Gunny, vâng, 67/84. Tạt qua nhà Van Lớp một tên, sau đó thì hợp hai đạo quân lại là một. Tăng một lúc 3 BA. Nhưng cái BA thứ 3 được đọc thì lúc đó cũng là hết gỗ. Vậy E và bắt một lượng nông dân rất nhiều này. Hơi chậm một chút khi về lớp là người tháo ruộng, chủ động tháo ruộng trước. Đã là chặt gỗ 2 nhưng chưa phải là ra 4. Và lớp đang hồi và khá to, có tham lai tương đối to. Tôm bây giờ đang hơi đuối, tham lai 25. Tiếp tục đến màn hình máy game thủ Gunny, giải E và bắt quân của game thủ V-Lup. À, đúng rồi, bắt quân của game thủ V-Lup. 78/92 là tham lai lúc này. Vâng, chuẩn bị hợp một tân thật to. Chơi vâng, chơi chết hẳn nhà của bung hẳn nhà game thủ Hoàng Phi Thường. Tiếp tục lại tăng A. Vâng, hơi chóng mặt với những tình huống tăng A của game thủ Gunny. Bắt quân được hay không? Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại với trận đấu. Văn Lớp đã đục vào được nhà cầu thủ Gunny một tên, nhưng Gunny đã vẩy E bỏ lại kịp thời. Văn Lớp vừa có một tên ăn dân gỗ khá tỉnh táo. Chỉ là những con sọc đơn thôi, nhưng Văn Lớp ăn được khá nhiều gỗ dân gỗ. Tôm tham lai 24/60. Hơi căng tên này. Tôm bị game thủ vô thường, game thủ Văn Lớp lọt nhà một tên nữa. Màn hình máy của game thủ Gunny cầm mấy xi. Một tên đại quân. Vô thường đã không để ý trong tên này. Vâng, nhưng vẫn rút kịp.
Tham Lai vẫn đang đè một chút, chỉ là một chút thôi, không quá nhiều. Bắt được tên này thì Tham Lai đè hẳn và tỷ lệ giành chiến thắng là rất cao. Gunny, à xin lỗi bạn, là về lớp bắt đầu cơ hội tập 2. Vâng, van lớp thì sọc đơn, vô thường thì cung R. Gunny đang khá mất tay. Chuẩn bị úp sọt nhà game thủ phi thường một tên. Vâng, tiếp tục đến với màn hình máy game thủ Gunny. Tham Lai tụt xuống còn 78 sau một pha đấu đại quân. Màn hình máy của game thủ Tôm. Như vậy là Tôm đục nhà của game thủ vô thường một tên. Rất hay. Vâng, có những con lạc đà lọt vào nhà bãi gỗ của vô thường và lọt cả vào bãi gỗ của game thủ van lớp nữa. Rất hay. Vâng, ăn miếng thì trả miếng. Tôm không để, vâng, mang tiếng là một tay, vâng, chém yếu và chém lủng. Vâng, Tôm cũng thừa cơ, cũng chui vào nhà game thủ phi thường và cũng chơi vào bãi gỗ game thủ van lớp. Tôm bây giờ hồi lại được 30/52 rồi. Lạc đà Minwan rất tốt. Còn tiếp tục đến màn hình máy game thủ Gunny, vừa có một tên đấu quân tập 2 và Gunny thủ tham xuống còn 66. Vâng, về e là rất nhanh và chẳng chịt, nhưng van lớp vẫn lọt. Bây giờ là 68 đến từ Gunny. Đóng BC và chuẩn bị đóng thêm nhà chính để ăn gỗ. Vâng, thêm một nhà chính nữa. Và lớp vẫn đẩy quân vào trong. Và Gunny, vâng, biết lượng trước điều này và đang đứng quân, bắt quân ở phía trong ruộng của thủ van lớp. Màn hình máy của game thủ Tôm hồi lại được 35 rồi. Rất hay, trong khi Gunny, vâng, phi thường đi sai rồi. Trong khi Gunny đang bận tay trên cất tất cả mặt trận thì Tôm có thời gian hồi và đục nhà rất tốt. Tỷ số là 2-0 ở trong trận đấu thứ tư này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ ba ở trong trận đấu thứ tư.